Hello Nam, hôm nay Chủ nhật ngày 14 tháng 4 em có dọn lên rít máy cho Nam tham khảo nè Nam. Trước tiên vô test máy thì cũng cảm ơn anh em trong thời gian qua đã mua hàng và ủng hộ kênh bên em. Thì chúc toàn thể tất cả anh em một ngày Chủ nhật thật nhiều niềm vui và hạnh phúc bên người thân anh em. Thì em cũng nhắc lại hình thức bán hàng bên em là giá em đưa ra là toàn bộ là bao ship hết trơn nha anh em. Đó, giá em đưa ra là bao ship chân, lát nữa em sẽ test cái máy nào như thế nào em sẽ báo như thế nấy nè. Đó. Rồi, trước tiên em sẽ vô test máy mài đầu tiên anh em. Máy mài của Hitachi, cái máy này còn rất là đẹp nha anh em. Hikuki chứ. Nước sơn zin còn khoảng 90% luôn nha anh em. Rất là mới, rất là đẹp luôn. Điện thì 100W, công suất từ 720W anh em, 12.000 vòng trên phút nha. Chạy có 100 nha anh em. Còn rất đẹp nha anh em. Số 1 207 bao ship. Số 2 cái máy này cũng còn đẹp nha, Hitachi nha anh em. Đó, đẹp càng nha. Được 100W, công suất là cũng 720W nha anh em, 12.000 vòng trên phút luôn nha anh em. Này chạy có 100 luôn nha anh em. Dây điện ok đẹp nha. Số 2 207 bao ship. Số 3 là cũng là Hitachi nha anh em. Điện 100V 720W, 12.000 vòng trên phút luôn anh em. Nó ngoại hình thì không bằng hai cái trước nha. Chạy rất là ngon anh em. Số 3 250 bao ship. Số 4 cũng là Hitachi vỏ nhựa màu đen anh em. Đẹp nha, Hikuki chứ. Được 100W 720W, 12.000 vòng trên phút luôn anh em. Chạy cốt 100 luôn. Số 4 206 bao ship anh em. Ở số 5 Hitachi SX2000 anh em, 670W, điện 100V, 12.000 vòng trên phút. Số 5 240 bao ship. Tiếp theo số 6 cũng là Hitachi anh em. Được 100V 720W, 12.000 vòng trên phút. Chạy có 100 anh em. Số 6. Số 7 là cũng là Hitachi anh em, nó thân lớn nha. Tới 700W lần anh em. 750W. Điện 100V. Đó, 12.000 vòng trên phút. Có 100 nha. Số 7 203 bao ship. Số 8 dây điện nóng anh em. Đó, nhưng mà còn dài nha. Makita đuôi bóp anh em, dính nước sơn hơi xấu anh em. Đó, để anh em 18 thôi.
số 8.8 bao ship. Số 9 cũng nó luôn anh em, này ngoại hình đẹp hơn nha. Số 9 200 bao ship. Tiếp theo là vít mini nha anh em. Đây đầu autolock nha anh em. Cặp 10 phan autolock 5 cấp chữa cấp phan nha anh em. Có đảo chiều có đen luôn nha. Có điều tóc nha anh em. Điều tóc đảo chiều. Chạy ok ngon lành nha anh em. Này điện 100V 70W nha anh em. Của hàng của Đài Loan sức nha. Đó, số 10 150 bao ship. Tiếp theo một là của Ghiobi anh em, đầu kẹp nó đầu găng anh em, đầu kẹp 10 ly nha, cũng 100V 70W nha anh em. Này này không có điều tóc anh em, cũng là 5 cấp chữa cấp thang anh em. Ok nha, 11.5 bao ship. Mười hai dây điện nấu anh em, dây điện nấu mà dài nha. Hôm này tới 20 cấp chữa cấp phan luôn anh em. Đầu đầu cặp 10 ly nha, đầu còn mới anh em, cũng là điện 100V 70W anh em, không có đầu tóc nha. Ok nha, 12.5 bao ship. Tiếp theo 13 là một cây phan Tago đầu kẹp 6 ly của Makita nha anh em, điện 100V 200W nha anh em. Chạy ok ngon lành nha, 13 200 bao ship. Tiếp theo là một cây phan của Makita đầu kẹp 13 ly nha anh em, ra vô ok nha anh em. Đó, ngoài hình cũng khá đẹp trai nha anh em. Điện 100V 570W nha anh em. Này có đầu mở luôn nha anh em. Đó, này có đầu mở luôn. 14.200 bao ship. Tiếp theo là cây cà nhám nha anh em, này ăn chung sức nha anh em, vậy anh em dán miếng mút lên đây nè anh em, này nó mắc miếng mút à, kẹp nhám nó còn đầy đủ nha, này có đều tóc nha anh em, số 1 rồi nha anh em, số 2, số 3, chốc chốc cao su chỗ này chút xíu nè em. Rồi 15.8 bao ship nha. Tiếp theo là mà cây phan 13 ly nha em, đầu kẹp 13 ly có hai cấp nhanh chậm nha em, có điều tóc nha em, cũng Hitachi điện 100V 600W nha em. Có điều tóc ok nha, 16.208 bao ship. Tiếp theo là một cây cơ lỏng của Boss nha anh em, tem như này mà ở trên nha. Đó, Boss 3 cấp đá lưỡi nha anh em, có điều tóc nha anh em. Đây nha anh em.
đây, 17 350 bao ship. Tiếp theo là cắt gỗ nha anh em. Để 100 won. Chạy lưỡi 165 nha anh em. Nó bao nhiêu quá thì gắt hết trơn nha anh em. Đó, mắc rồi. Của Makita nha. Đấy là Timon nha anh em. Rồi 18 300 bao ship. Được chính là Hitachi. Chạy lưỡi 180 đến 190. Công suất 1050W nha anh em. 4700 vòng trên phút. Lưỡi thì ok nha anh em. Đấy là Timon luôn nha. Dây điện nấu chỗ này nha anh em. Chạy lưỡi 190 lưỡi ok đây nha. Rồi 19 320 bao ship, hai cái lửa nha anh em. Lửa nhau nhau nha. Xài bình thường. Tiếp theo là cũng cắt gỗ của Hitachi 4700 vòng trên phút nữa nè. Này chạy lưỡi 190 nha anh em. Đó, chạy lưỡi 185 nè, để 100 đây 185. Chạy lưỡi 185. 1050W, lưỡi thì ok, còn rất là đẹp nha anh em. Đấy, để sắt nha anh em. Thắng thì rất là nhẹ nha. 350 bao ship, 20, 350. Cái này dây điện rất là dài nha anh em. Cũng Hitachi cũng rất là đẹp nha. Đế và đế sắt nha anh em. 1050W, điện 100V, chạy lưỡi 180 đến 190 nha anh em. 4700 vòng trên phút nha. Lưỡi thì ok nha anh em. Thắng này rất là nhẹ nha anh em. 21 360 bao ship. Tiếp theo là một cây bào của Makita nha anh em. Bàn lên xuống ok nha. Đó. Lưỡi ok nha anh em. Bao ship. Tiếp theo là một cây bu lông của Hitachi nha anh em, ngoại hình rất là đẹp nha anh em. Đó. Đầu 1/2 nha. Đầu cứng ngắc không có lắc nha anh em. Rất là đẹp nè. Điện 100V. Công suất chỗ này nó gắt ngay chỗ này nha anh em. Gắt ngay công suất luôn. Nó ngặt chứ. Đó. Đậu không gắt nè. Còn rất đẹp nè. Đảo chiều nè. Ok anh em, 450 bao ship, 23 450. Tiếp theo là một con hoang bầu tua chậm đầu kẹp 16 ly, đầu kẹp còn rất là đẹp nha anh em. Đó, công suất thì nhìn không có thấy nữa nha anh em.
450 bao ship. Này dây điện rất là dài anh em. Đó, dây điện một đống luôn. Tiếp theo là cây cắt bù sông. Lữ đồ còn ok hết anh em. Cũng Hitachi. Để 100V 285W anh em. Cắt bù sông anh em, bao cho anh em cắt bù sông nha. Ok anh em, 25 430 bao ship. Theo cái bao công mà giảm giá, hôm nay giảm giá cho anh em luôn anh em. Bao công chạy lưỡi 110 anh em. Của Makita có thắng nha, chạy lưỡi 110 nha. Đây lưỡi nó đây. Lưỡi không mã nha anh em. Đó, lưỡi không mã nha. Để 100V nha anh em. 1050W nha anh em. Chạy lưỡi 110. Rồi 26 480 bao ship. Tiếp theo là bảo lớn của Makita luôn nha anh em. Nó giảm giá cho anh em nó còn 530 luôn nè. Cho đi cho nhanh nha anh em. Lưỡi thì ok nha. Lưỡi còn rất sáng rất đẹp luôn, lưỡi khỏi chơi, bàn này lên xuống ok. Máy chạy thì chắc ok nha anh em, 27 530 có ship. Hôm nay em sẽ lên cho anh em cây đục 30 ly nha anh em. Của Makita còn rất là ngon nha. Đây tổng số đây để 100V nha anh em, 1050W là nghe anh em. Đục 13 ly tặng cho anh em mỗi nha, bao cho anh em đục nha, tặng cho anh em mỗi 13 ly kèm theo nha. Mọi người rất là yên nha anh em. Cho anh em xài nha. 28 triệu 3 bao ship nha anh em. Tặng cái mũi 30 ly luôn nè. Tiếp theo là một cây phân bàn hôm nay giá cho anh em nè. Đó. Đồ đạc đầy đủ nha anh em, giờ go còn ngon lành luôn nha. Này nó mắc cục cao su đây nè anh em. Ba cục cao su mắc anh cục à. Đồ cạp 13 ly nha anh em. Tặng cho anh em mũi luôn nha, còn mũi luôn nha. Này hàng trung sức nha anh em. Phân bàn 6 tấc. Phân bàn 6 tấc nha anh em. Em đã lên hai điện 220 chạy rất là im nha. Cho anh em này là lên xuống đồ là ok hết nha anh em, không bể không vỡ nha. Rồi 29 triệu rưỡi bao ship lên 220 gầu nha anh em, chạy rất là im nha. Rồi hết anh em, hôm nay lên cho anh em 29 con máy nha anh em. Thương tình cho một like đăng ký chia sẻ nha anh em. Đó, anh em thấy kênh hay thì cho đăng ký chia sẻ nha anh em, đăng nhiều người biết tới nha anh em. Rồi chúc anh em một ngày vui vẻ và thật nhiều niềm vui hạnh phúc bên người thân. Bye bye anh em, chào anh em nha.